Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã cùng quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video hôm nay, em xin gửi tới mọi người bộ đôi đường ống dẫn nước ra dàn sưởi của Ford Ranger 2014 đến 2019 và của BT50 2014 đến 2017. Em xin mời mọi người xem nhìn qua về sản phẩm. Rồi, em sẽ với cái sản phẩm đường ống dẫn ra của dàn sưởi thì nó sẽ có hai ống. Đây, hai ống với hai mã riêng biệt. Đây, đây là ống của đường hồi, tức là ống đường to của nó và ống đường nhỏ đây. Tất cả sản phẩm được sản xuất tại Britain. Đây là cái mã hàng của nó, Fomco AP39 đây. Như em cũng đã nói trong nhiều video ở về phụ tùng của BT50 và Ford Ranger, và thì nó có nhiều cái lắp trùng đặt nhau, kể cả từ động cơ. Nó chỉ khác nhau về cái xác, tức là về ngoại thất bên ngoài thôi. Đây là cái cu nhê, khi anh em bắt vào cái dàn sưởi thì chúng ta siết lại. Đây là một lớp ren bằng bạc được bọc phía bên ngoài để bảo vệ đường ống. Đây các lớp cao su, các cái đường bao cao su để giữ cho chuẩn khi anh em bắt vào, nó không bị xô lệch. Đây có cả ngày về đến Việt Nam vì đi qua đường bay ạ. Đấy. Tiếp đến là đường ống nhỏ của nó. Cái này nó cũng có cái cô nhê ở phía đầu. Đấy. Cái lớp cao su của nó nhìn rất là chắc chắn. Anh em nhìn rõ chưa? Đó, bố, đây cũng lớp cái bố vải, cái lớp bạc này. Đây là, bao quanh cũng là các cái cô nhê để siết khi mà chúng ta bắt vào thành máy. Đấy. Có cả ngày giờ để sản xuất. Khi em bắt vào thì chúng ta siết vào là xong thôi. Vâng. Cũng được sản xuất tại Fomoco, nhà máy Fomoco tại UK. Người ta cũng nói này, với cái sản phẩm này dùng cho hãng Ford, mã sản phẩm đây. Đây người ta nói rõ luôn. Đường ống dẫn ra của két sưởi, két lóng đấy. Đây là cái này là em phải bóc ra trước khi quay video cho nó tiện, để cho mọi người có thể nhìn sản phẩm rõ hơn. Cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian xem video của em. Anh em có nhu cầu hỗ trợ tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì có thể liên hệ trực tiếp với em theo số máy 0769086333, hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Xin cảm ơn mọi người, xin chào và hẹn gặp lại ở những video kế tiếp ạ.